Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Vũ Hải Quân, Nguyễn Kim Sơn và Nguyễn Đắc Vinh, ai sẽ thay Phùng Xuân Nhạ? Có thể nói vấn đề bên trong Bộ Giáo dục Việt Nam nó không như người ta tưởng. Vào năm 2019, ông Thứ trưởng Bộ Giáo dục được xã hội đánh giá là có năng lực Vũ Hải An đã đột nhiên bị rơi từ tầng lầu một cách hết sức bí ẩn. Và cho đến hôm nay vẫn không thấy ai bị tố cáo và khởi tố vì cái chết của ông An. Một năm sau, tại thành phố Hồ Chí Minh, ông tiến sĩ Bùi Quang Tín, một giảng viên Đại học Ngân hàng cũng bị rơi lầu thiệt mạng như ông Lê Hải An. Và điều đặc biệt là vụ án cũng bị đình chỉ điều tra một cách khó hiểu chỉ vài tháng sau đó. Đó là những gì đã diễn ra trong ngành giáo dục của Việt Nam. Nó mang màu sắc mafia, chứ chưa chắc gì nó mang bản chất thanh cao mà xã hội đã đặt ra cho ngành này. Và diễn biến trong ngành giáo dục cũng hết sức phức tạp với hàng trăm bằng cấp giả. Đây là hình ảnh ông Phùng Xuân Nhạ bị chỉ trích vì để ngành giáo dục xảy ra quá nhiều yếu kém. Ngành giáo dục là một ngành quan trọng vì nó có nhiệm vụ chồng lên con người cho đất nước Việt Nam. Trước đây, ông Hồ Chí Minh đã từng nói rằng vì lợi ích 10 năm thì trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì trồng người. Đảng Cộng sản Việt Nam đã cầm quyền được 71 năm, nhưng kết quả trồng người cho đến hôm nay chỉ thấy hai chữ là thất bại. Một số giáo viên ở một vài địa phương áp dụng những hình phạt thô bạo đối với học sinh như bắt học sinh quỳ gối. Tiêu cực thì tràn lan, cứ nối tiếp nhau diễn ra và xảy ra ở mọi chỗ, mọi nơi. Nào là giáo viên cho học sinh uống nước giặt rẻ lau bảng. Nào là giáo viên cho các học sinh của lớp tát một nam học sinh khiến anh này phải nhập viện. Nào là học sinh tát cô giáo, vân vân. Đấy là vấn đề thầy trò. Còn những người làm công tác quản lý giáo dục thì có thể nói cũng rất tệ hại. Vụ nâng điểm ở một số tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến cho xã hội mất niềm tin vào một kỳ thi trung thực, khách quan. Rồi gần đây nhất là trường đại học Đông Đô đã tuyển sinh văn bằng 2 ngoại ngữ, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng khi chưa có sự cho phép của Bộ Giáo dục và đã cấp hơn 200 bằng giả cho rất nhiều người. Phải nói, nền giáo dục Việt Nam đang ở trong tình trạng hết sức tệ hại. Nó tệ hại như chưa bao giờ tệ hại đến như thế. Nguyên nhân là do quá trình lâu dài của chính sách giáo dục lạc hậu. Nhưng trong đó có sự góp phần không nhỏ của ông Phùng Xuân Nhạ, là Bộ trưởng Bộ Giáo dục khóa 12. Và chiếc ghế nóng thì sẽ nghiền nát ai ngồi vào đó. Ông Nguyễn Thiện Nhân khi làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng phát động phong trào nói không với tiêu cực, nhưng cuối cùng cũng đánh trống bỏ rồi. Rồi đến ông Phạm Vũ Luận, tiêu cực phát tán mạnh hơn nữa, thì ông Luận cũng bị chỉ trích nặng nề của cuối cùng rớt Trung ương khóa 12 và phải rời ghế Bộ trưởng sau một nhiệm kỳ. Đây là hình ảnh tiền nhiệm của ông Phùng Xuân Nhạ, ông Phạm Vũ Luận cũng không thể ngồi quá một nhiệm kỳ. Ông Phùng Xuân Nhạ đã thay ông Phạm Vũ Luận nắm chức Bộ trưởng, ông ta cũng không làm gì để cải thiện sự xuống cấp của nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Ông cũng bất lực, vì thế mà xã hội đã lên án vì để xảy ra cũng quá nhiều tiêu cực. Chính vì bị dư luận chỉ trích mà Đại hội 13, ông Luận rớt ủy viên Trung ương. Như ông Phạm Vũ Luận trước đây thì bây giờ đến ông Nhạ cũng vậy. Đó là tình trạng rất nóng của chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Chiếc ghế này có thể xay nát sự nghiệp chính trị của bất cứ ai ngồi vào nó. Nền giáo dục nó tạo ra tương lai cho con em học sinh của các gia đình. Chính vì vậy, mỗi tiêu cực trong ngành này sẽ bị xã hội soi rất kỹ. Và chính điều đó có thể làm cho Bộ trưởng phải mất sự nghiệp chính trị của mình. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã bị chất vấn trước Quốc hội khá gay gắt. Ông được yêu cầu phải giải trình nhiều lần trong các phiên chất vấn tại Quốc hội của khóa 14 về những thay đổi chính sách trong giáo dục như đưa tiếng Anh vào thành ngôn ngữ thứ hai trong các trường học tại Việt Nam, cải cách bậc học phổ thông, cải cách sách giáo khoa theo hướng một chương trình song có nhiều bộ sách giáo khoa, đổi mới giáo dục đại học, tự chủ đại học, giảm tải học kiến thức, định hướng đẩy mạnh đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh và sinh viên. Tuy nhiên, ông thường giải thích suông, chủ yếu mang tính đối phó và cho qua. Chính vì thế mà ông không những mất uy tín với dân mà còn mất uy tín cả với các đại diện của Đảng trong Quốc hội Việt Nam. Và đó là nguyên nhân tại hội 13 ông không nhận đủ phiếu để giữ được chức ủy viên Trung ương. Với nền giáo dục này, liệu rằng người khác ngồi lên có khá hơn ông Phùng Xuân Nhạ hay không là câu hỏi cũng được dư luận đặt ra.
những tên tuổi nào là ứng viên cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới đây. Có thể nói, thứ trưởng có tín nhiệm cao nhất của Bộ Giáo dục là Lê Hải An, mà tự nhiên lại bị rơi lầu một cách bí ẩn. Và thì có thể chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục ở nhiệm kỳ 13 này khó mà vượt khỏi tay ông An nếu như ông vẫn còn sống. Dường như trừ ông An, trong Bộ Giáo dục hiện nay không còn ai đủ uy tín để nhận được phiếu bầu đề cử cho chức Ủy viên Trung ương Đảng. Bộ Giáo dục và Đào tạo có đến 5 thứ trưởng, nhưng không thứ trưởng nào lọt vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 cả. Được biết, nhân sự cho ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thường được đưa lên từ chiếc ghế thứ trưởng hoặc giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hoặc giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Nếu không có sự bổ nhiệm ngang thì chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Việt Nam khó mà lọt vào tay những người này. Được biết, trong kỳ đại hội lần thứ 13 vừa qua, ông Vũ Hải Quân, giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Kim Sơn, chủ tịch hội đồng giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh ông Vũ Hải Quân và ông Nguyễn Kim Sơn, hai ứng viên cho ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam trong thời gian tới. Được biết, trước đây ông Phạm Phú Luận được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ vị trí thứ trưởng của bộ này. Còn ông Phùng Xuân Nhạ thì được bố trí vào ghế Bộ trưởng từ vị trí giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Lần đại hội lần thứ 13 không thứ trưởng nào trong Trung ương thì khả năng rất cao là ông Vũ Hải Quân và Nguyễn Kim Sơn sẽ là hai ứng cử viên sáng giá cho chức danh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Việt Nam thì đang bị tụt hậu trầm trọng. Hiện nay, số người đưa con đi du học nước ngoài ngày một nhiều vì họ không tin tưởng vào nền giáo dục trong nước. Thực chất của việc học con tại nước ngoài được gọi là tị nạn giáo dục không sai tí nào. Giáo dục đã quá tiêu cực, khi người ta có tiền, không có lý gì họ không đầu tư số tiền lớn cho con hưởng một nền giáo dục tốt hơn. Qua đó cũng cho thấy vấn đề của nền giáo dục Việt Nam vô cùng nan giải, không dễ cho tân bộ trưởng giải quyết. Ngoài ông Vũ Hải Quân và Nguyễn Kim Sơn thì liệu còn ai nữa sẽ có thể thay ông Nhạ? Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng thì rất có thể Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khóa 13 là một nhân vật được bổ nhiệm ngang chứ không lấy cán bộ nguồn trong ngành. Tin tức cũng khá quan trọng vì thực tế rất nhiều vị trí của Ban Bí thư và Bộ Chính trị bổ nhiệm ngang từ vị trí khác vào chứ không hề lấy cán bộ nguồn trong ngành đi lên. Trường hợp ông Phạm Minh Chính, từ trưởng Ban Tổ chức Trung ương bên Đảng, đã được bổ nhiệm ngang qua Chính phủ làm Thủ tướng. Hay mới đây, ông Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đã được bổ nhiệm ngang sang làm trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Chính vì vậy, việc một Ủy viên Trung ương Đảng không làm việc trong ngành giáo dục được bổ nhiệm ngang sang làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục là hoàn toàn có thể. Vậy câu hỏi đặt ra là người đó là ai? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đắc Vinh, người được cho là sẽ được phân công giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đó chính là ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông này là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học, tức là có học hàm, học vị đủ lớn để không thua kém gì lãnh đạo cấp dưới. Tuy nhiên, cũng giống như Nguyễn Thiện Nhân trước đây, ông này có học hàm, Phó Giáo sư, nhưng lại làm nghề chính trị chứ không liên quan gì đến công tác sư phạm cả. Ông nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và trước đó là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nếu thực sự ông Nguyễn Đắc Vinh chọn chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì đó là một hành động tự chôn vùi sự nghiệp chính trị. Như thực tế cho thấy, Bộ Giáo dục Việt Nam đang rất nát. Và cái nát này là sự tích lũy bởi nhiều thế hệ mà tạo nên. Chính vì vậy, ông Nguyễn Thiện Nhân dù có phát động phong trào nói không với tiêu cực rầm rộ cũng không thể nào giải quyết được. Còn ông Phạm Vũ Luận và Phùng Xuân Nhạ thì như đã thấy, họ bị nền giáo dục nghiền nát họ thì đúng hơn, và giờ đây hai ông này để lại cả những tai tiếng và sự nghiệp chính trị đã hết thời. Đấy là bài học cho ông Nguyễn Đắc Vinh. Nếu không khôn ngoan, ai bỏ văn phòng Trung ương Đảng để qua làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì sẽ rất nguy hiểm. Đây là hình ảnh ngồi vào chiếc ghế ông Phùng Xuân Nhạ để lại sẽ rất khó khăn và khó leo cao hơn nữa. Ông Nguyễn Đắc Vinh là chính trị gia còn rất trẻ. Hiện nay ông mới có 49 tuổi, tương lai còn dài, cần phải né những cái lò say ngát sự nghiệp như Bộ Giáo dục. Nếu ông chọn làm chức bộ trưởng này thì có thể sự thiếu khôn ngoan, còn nếu ông bị đẩy vào nơi này thì rõ ràng người ta đẩy vào ông và chỗ sự nghiệp chính trị của ông gặp trở ngại. Có thể nói nền giáo dục xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam gần như không có cơ hội để cải cách. Vì cải cách thì đảng sợ lệch ra khỏi định hướng của đảng nên không đời nào.
mà không cải cách thì chuyện 5 năm nữa tiêu cực như 5 năm qua nổi lên là điều khó tránh khỏi. Khi đó, nếu được ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng thì rất có thể đến năm 2026, ông Nguyễn Đắc Vinh sẽ bật ra khỏi Ủy viên Trung ương và kết thúc sự nghiệp chính trị của mình như những người khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 1 tháng 3 năm 2021 với bản tin Vũ Hải Quân, Nguyễn Kim Sơn và Nguyễn Đắc Vinh, ai sẽ thay Phùng Xuân Nhạ? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.